Thôi thứ sáu. Thôi thứ sáu nó mới về tới đây hả? Đang cách ly. Này đang cách ly nè. Cách ly ở Việt Nam công nhận ngon thiệt chứ. Về Việt Nam cách ly kiểu này về suốt về hoài luôn. Cách ly kiểu này chết chắc. Wow, toàn là đồ đặc sản không. Thơm, thơm kẹn. Này là cách ly, gọi là cách ly cao cấp. Wow. Chỉ có Việt Nam mới được như vậy, mới được cách ly như vậy thôi nè. Cách này khu resort 5 sao luôn nha. Lấy dịch hoài à, lấy dịch hoài nó không đây á. Này mình đang cách ly ở khu resort này 10 sao lận. Wow, bộ bàn ghế đẹp ghê không? Mẹ, ông mới mua, cũng một Việt Nam. Covid dân Việt Nam năm nay ăn Tết cũng dữ dằn lắm. Chỉ có Việt Nam cuộc sống mới như thế này rồi. Bên Mỹ làm chết mẹ làm gì được như vậy. Quê nhà như vậy, bỏ quê hương ra đi rồi chống phá. Có mấy thằng ngụy nô nó đi lên trên mạng nó nói là tụi bên Mỹ tôi bị cái gì à, tội phạm tù tội rồi, đúng là mấy thằng điên. Nếu mà các bạn thấy không, Việt Nam cuộc sống à. Đó. Này heo heo rừng lại. Dạ. Wow. Có mấy bầy đó nè.